thì hàng xóm bạn là chuyên gia kia. Ủa Cam, chiều nay Tưng có rảnh không? Chị định rủ Tưng đi chợ mua vài cái vàng cho chị. Đó coi, chị định đi đường quyền gì mua chi 5 cây dữ vậy chị? Trời ơi, chị định rủ Tưng đi mua 5 cây vàng cho ông dâu tương lai của chị. Con trai chị đi chơi với gái suốt cả ngày trơn á. Bây giờ chị đi hỏi cưới cho nó. Ủa, chúng phải Tèo con chị có bạn trai đăng hình nằm mập Facebook hả? Nè nè, sao Cưng coi nè, con trai chị thương chị hả? Ủa, cái hình nó độ chuyển gió hết trơn này, Cưng coi nó đẹp không? Chị nói làm sao? Em nghe hỏng có rõ. À mà thôi thôi, à, Cưng biết chơi TikTok không? TikTok hỏng gài á, Cưng có biết không? Em làm gì biết TikTok chị? Trời ơi, cô chị không ngờ Cưng lúa mà Cưng còn phèn nữa, Cưng mới chơi TikTok đầu lên. Chị ha, được 300 ngàn người theo dõi TikTok mà bây giờ đi đâu ai cũng nhìn ra chị hết trơn á cô. Chị dễ sợ, em suốt ngày làm ruộng làm năm không, đâu có thời gian sống ảo như chị. Thôi chị ngồi đó nha. Ấy à, lấy nước ra cho chị Tư mày uống kìa. Thôi đi ra liền. Thả ra đủ chị. Chị Tư lấy lộn rồi, ý lấy lộn rồi. Ủa chị Cám sao mày ăn mì của mình vậy? À tại con chị nướng gà, chị ăn trái luôn cái chùm gà. Giờ có gà bán lấy đồ tiền mua đồ ăn ăn hết trơn. Mà công nhận một điều luôn á chị, bây giờ chị bước ra khỏi cái shop mình một cái là nguyên cái shop mình ai cũng nhận ra được chị hết trơn luôn á. Chị Tư ơi, chị nổi tiếng gì luôn hả? Sao vậy Cưng, sao tao biết được hay vậy Cưng? Chị đặc biệt quá mà, không có trưng bày. À không có trưng bày. Ờ thì mày dòm lại mày đi. Cái hàm răng như cái hàm rào vậy đó. Cái hàm răng như cái hàm rào vậy đó. Mày đặt soi mói người ta. Ê, trời ơi, chị coi thử cái mặt sớm mình có người nào khác nhau đâu. Có mình chị, không có lông mày. Làm như quạo với mẹ. Trời ơi, con gì út mày nó che nó không có lông mày. Mày coi thích không? Con thấy gì út đó đúng mà. Má có chân mày đâu. Ê, che tao không có lông mày hả? Không có thì tao dẻ. Út à, thấy à. Đâu, tụi mày nói coi đứa nào không có chân mày. Đang ăn tô mì tôm mà tức không nói lên lời luôn á. Khi hàng xóm của bạn thích nổ. Trời ơi cáo, mấy bữa gài không có thời gian bây giờ Cưng chơi. Trời ơi, chị nhà ngồi đếm tiền, đếm tiền hoài mệt quá, bận quá em. Ai chị, bớt nó chơi chị. Trời ơi, giết gà như cây xăng nha. Chúng ghé gì nào ghé sáng ghé được, trưa ghé được, chiều tối ghé được chị nha. Ăn nay được gì ăn cơm. Trời ơi, anh trai tao nó lãnh lương đâu 70-80 triệu một tháng. Nó mua cá lòng tâm kho kho quẹt ngon lắm này ôi. Ở nhà nó có gì ăn đâu chị. Trời ơi, làm gì mà không có đồ ăn cơm nghe em thương ghê không. Dạ không, tại hôm nay em ăn cơm tiệm thôi, không cơm nhà, bây giờ em đâu biết gì đâu. Đi ăn cơm tiệm, chắc tiền dư quá ha. Tại em giàu mà chị. Tiền em sắp thành cọc em tán chứ còn đau nữa mà. À, chị định hỏi bay á, biết bên nay giá vàng á, nhiêu cây không? Vàng nhiêu chị ra tiệm vàng, chị hỏi hỏi em làm gì. Trời ơi, tưởng bay biết. Hình rủ bay á, đi mua đâu á, 10-20 cây vàng về nè. Chị mua lần 10 mấy cây, giờ mua vàng mã hả chị? Chị định đốt cũng bay. Vàng mã, vàng mã. Mua vàng thiệt về đó coi, để trưng chơi cho đẹp thôi. Chứ trời ơi, ai đeo, ai rảnh đâu mà đeo mẹ ơi. Nhóc đeo làm gì. Trời ơi, em hèn mọn, đâu có tiền đâu mua vàng lần 10 mấy cây như chị ơi. Em mua lần cả gỗ hộp sòn về em để cho gà, cho vịt, cho đựng vô nhà chị heo. Trời ơi, đừng có nổ quá trời. Đừng có xạo với tao. Nhà mày bộ đó mày đẻ, kế bên kho đạn hay gì mà trời ơi, nổ như vậy. Trời ơi, em nổ một thì chị cũng nổ mừng. Em khoe một thì chị cũng khoe mừng. Nhà em kế ố đạn, chắc giờ chị không kế ố bơm đâu heo. Tao lấy gà đi qua đây khoe, có què cũng khoe. Ngủ ha. Mày làm gì mà mai giả dùng dùng lưng chân vậy? À, chị mới qua chơi hả? Trời ơi, ngồi mai cho chị cái mền với mấy cháu gói nè. Bộ mền gói thì mày xé rách hết trơn hay gì mà mai cái mới vậy? Trời ơi, em mai cho chị, mốt chị qua đi chở mẹ chứ rồi. Mỗi mất công đi về, bỏ bữa nào cũng qua trơn, ăn ở không không qua hoài với chị. Trời ơi, chị em năm thiết qua chơi cho mà. Ai thèm bỏ như mày ơi. À, chị ngồi chơi hết xíu nha. Nắm ngực chết, uống nước rồi đánh cái gì này? Ủa, đánh cái gì? Trời ơi, cái hộp kim chỉ của em để em mai đồ chị ơi. Chứ cái mặt chị qua mỗi ngày bánh trái nào đâu mà chịu cho nổi chị em. Vậy thì thôi, làm dữ vậy. Ủa chị, phải chị là người trên TikTok được mấy trăm ca follow phải không? Cho em xin chụp tấm hình được không vậy? À đúng rồi, đúng trời ơi, chị là chị trên TikTok nè. Trời ơi, vô đây chụp đi lên. Mày thấy chưa? Tao chơi TikTok được mấy trăm ca follow á, được ta chụp hình nữa kìa. Đóng với mày, ngồi mai ốc gớt. Trời ơi, mới có người chụp hình mạnh mẽ như lăn xăng thấy ướt. Ôi, trời ơi, vui quá, đây được chụp hình chung với TikTok. Chị hàng bao vui quá, lần tiên được gặp ở ngoài đời. Ơ, chị ạ. Lộn người là cân. Chị là hàng mã chứ không phải là hàng bao. Lộn hả, chị thôi. Trời ơi, phải hàng không ai biết. Chị đừng còn chị đừng về, chị tự ngồi đó đợi xíu, đừng về. Trời ơi, ở đây em mai cho cái quần này đội chứ nhục nhã quá trời rồi.
Nơi con về thăm quả cho con có gì không? Hả? Con nói đó, quả cho con có gì không? Mày nói vậy? Con nói quả cho con có gì không? Chị? Quả cho có gì không? Hả? Không có gì đâu. Hả? Trời ơi, cảm ơn tao nói cho mày nghe. Dạ? Trời ơi, tao chỉ kêu nó sổ kim thôi mà hả? Tạt cái mặt tao vậy luôn á. Thằng này nó gan quý. Hay là do má mày lãng tay không? Tao nói thiệt chứ tao nói cho tao dù sao cũng ngoại nó mà. Tới số tao. Lại là cái điện thoại. Ủa má, chứ con có gì không? Mày ra khỏi hả? Mày đi lên chỗ bàn xuống lấy tao cái son nhỏ nhỏ lên tao ấy, tao để son nhỏ tao nếu canh nè, con. Rồi rồi, để con đi lấy liền. Ủa má, mày để đâu chứ không thấy màn không có gì đâu. Trời ơi, mày đi lên chắc mày giận trời đất, không thấy cái son đâu. Để rõ ràng trên bàn luôn mà đi kiếm gì cái. Đi lên chắc coi lại đi. Má, nó thiên chú đìa. Má, nó mắt mình mù trời. Hả? Rõ ràng luôn, con lên con kiếm là không có cái son nằm bàn trơn á. Tao đã nói tao để trên bàn nó luôn mà trời ơi, trên bàn có cái son không mà không thấy hả? Hả? Trung thu đến. Ủa má, bánh trung thu nhà mình hết hả? Tao ăn còn nửa cái để anh bàn đó, khỏi mất công cắt cái mới, cắt chiều lắm. Nhưng mà cái trên bàn là cái bánh trung thu thập cẩm mà con đâu có ăn thập cẩm đâu, thích ăn những đậu xanh hơn. Trời ơi, cái bánh trung thu thập cẩm ngon muốn chết luôn, vậy mà chê khen. Ăn ba cái gì đậu xanh ngọt ngạt, chết ăn cái gì được đâu. Bánh mặn ngon chết luôn chưa ăn. Trời ơi, bánh trung thu thập cẩm dở muốn chết luôn, bánh trung thu đậu xanh ngon hơn. Trời ơi, bánh trung thu thập cẩm người ta có hột bí, mứt chan, hột dưa đủ thứ hết trơn luôn. Mặn mặn ngọt ngọt tùm lum ngon chết. Thôi còn cái nào bánh trung thu nhân đậu xanh nữa, bánh trung thu nó ghê. Ăn ngọt quá mốt bị tiểu đường để cho mày biết. Con thích ăn chay con bánh trung thu đậu xanh. Con ăn chân muối á, ăn chay ghê. Nói chung là con thích bánh trung thu đậu xanh thập cẩm ngon hơn. Nhưng mà bánh trung thu đậu xanh không biết đâu. Trời con cái đó ghê, thập cẩm ăn đi, thử xem nó ngon mình chết thì mà má chê đi, chê không biết chê đường nào luôn. Trời ăn cái thập cẩm nè, không hiểu nổi cái nhà này luôn. Trời ơi, ai đời đi cự lộn với cái bánh trung thu. Ôi quỷ nó ăn ba cái gì hả? Mía ngon chết đâu chịu ăn, hiểu nổi à. Chưa là có dâu miền tây cùng thịt dọ. Anh nhìn cái chai lấy làm đi. Trời ơi trời, hôm nay mình sẽ quyết định làm rán miền tây bản cô dâu nha. Hôm nay tôi sẽ đeo lên của Sài Teo La, công tắc len. Len này của chị Minh Chúa mọi người. Vậy cái con mà im đi trời ơi trời. Ủa hai mấy bạn nhân viên học viên của em đi, hôm nay em sẽ biến thành cô dâu miền Tây nha mọi người ơi. Ủa gì vậy? Trời ơi, chắc là con này thấy ghê quá à. Rồi, nha mọi người, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị trang điểm á. Mỗi lần trang điểm gì rất là cực luôn. Đây là đang khui cái cushion trị giá gần 2 triệu này nè mọi người. Bây giờ mình phải đánh nhẹ nhàng nha. Trời ơi à. Tụi mình muốn lòng não luôn. Mẹ mày gớm. Trời ơi là trời. Gieo một cái em chuyển qua em làm tóc chưa bánh mai luôn mọi người. Bây giờ em sẽ tiến hành cắt tóc máy nha mọi người. Em lỡ cắt hay cho
đầu miếng nhạc đi cho nó hợp với cái tình hình. Trời ơi, cắt xong tóc thì giờ chuyển qua em làm tóc và em uống máy nè. Bây giờ chuẩn bị gắn móng là xong rồi. Let's go. Đi quay clip thôi. Đường về nhà mình quăng có lý che hàng cao. Băng qua đồng xanh thơm dạt dào hương lúa non. Bóng khói lam chiều dập dìu mây bay. Mm-hmm.